đúng 50 hạt luôn. Và sóng sinh rất là đẹp. Sử dụng bi áp xung, cầu H và bo EGS 002 để chúng ta sẽ có chất lượng sóng đầu ra rất là đẹp. Sử dụng điện áo là 12V. Đây là sau khi chúng ta đã hàn xong rồi. Đấy. Thì các bạn chỉnh cho nó qua mức thấp. Sau đó các bạn chỉnh lại mức cao lại. Nhẹ nhẹ em chậm thôi. Đấy, như vậy là ok. Sau đó chúng ta sẽ hàn cái con diode này vào. Con này thì bỏ. Tôi sẽ tháo lấy kim áp này và bốn con diode phần cao áp tháo tại đây. Bây giờ câu áp thì chúng ta sẽ chỉnh cái con miếng trở này. À, tôi sẽ test một bóng đèn 100W cái phần cao áp này nha. Và phần cao áp này là ok rồi, hoạt động tốt. Chúng ta sẽ xem đường kính này. Kính bên ngoài khoảng tầm là 4 và bên trong thì khoảng tầm là 2.5. Chúng ta sẽ dây đồng 0.8 hoặc là 1 cm, chúng ta quấn ra 140 vòng. Đây là cụm cảm sau khi chúng ta quấn xong. Nhiệt điện trở 10 kg, thì khi nhiệt độ cái này nó cao lên thì cái quạt nó sẽ quay. Chúng ta sẽ gắn cái nhiệt trở này vào trên miếng tản nhiệt. Đây là mặt sau khi mà tôi gắn cái bo điều khiển bên phần cao áp cũng như là bo bơm xung EGS002. Giờ tôi sẽ bật công tắc. Đây, dòng đầu vào đây. Còn đây là điện áp bỏ ra này, 226V. Còn đây là cái oscilloscope. Chúng ta xem màn sóng này. Đúng 50Hz luôn. Và sóng sinh rất là đẹp. Đây thì tôi sẽ test với cái tải là một cái quạt. Đây. Chúng ta sẽ bật công tắc nha.
đa dạng sóng nè. Rất là đẹp. Dòng đầu vào nè. Để khoảng tầm 4A. Đây, quạt này công suất là 45W nha các bạn. Đấy các bạn thấy chưa? Khi này nóng thì cái quạt sẽ tự động quay.